Chó bao nhiêu tuổi thì coi là chó già? Rất nhiều người quan tâm đến cái câu hỏi đấy. Rukulokovi xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì nói về cái câu chuyện là con chó bao nhiêu tuổi thì gọi là chó già. Cái quá trình phát triển của con chó nó đến cái độ tuổi nào thì gọi là chó già. Rất nhiều người thì thấy có con chó 4 tuổi bảo là chó già. Con người thì thấy con chó 5 tuổi bảo chó già. Thì mình đưa ra hai cái để mà căn cứ để mà cho mọi người phân biệt là như thế nào là con chó già, như thế nào là con chó chưa già. Một là dựa vào cái con chó phục vụ cho nhân giống, tức là gì, là con chó giống có cái giấy tờ, có cái khai sinh, con chó nó phải đủ điều kiện sức khỏe trong cái độ tuổi thì nó mới được phép nhân giống, sức khỏe đảm bảo mới được phép nhân giống, và người ta quy định dựa vào tuổi. Thì mọi người có biết là cái con chó già theo trong cái nhân giống người ta quy định, người ta tính là bao nhiêu tuổi không? 8 tuổi mọi người ạ. 8 tuổi. Từ 9 tuổi trở lên bắt đầu người ta tính là con chó già. Dưới 9 tuổi khi mà nó vẫn còn ở trong 8 tuổi thì nó vẫn chưa phải là con chó già. Bởi vì nó vẫn đủ điều kiện để đẻ con, cho con vẫn đủ điều kiện sức khỏe về mặt khoa học để phục vụ nhân giống. Thì mọi người phải biết đầu tiên là con chó 8 tuổi, trên 8 tuổi mới được coi là con chó già, có thể gọi như thế, thực ra nó chưa già đâu. Đây giả sử như là Pila, Pila đây đây, Pila đây đây, đây. À, thôi được rồi, tí nữa Pila đang ngủ. Thì đấy là cái đầu tiên, là con chó theo nhân giống thì con chó trên 8 tuổi có thể coi nó là con chó già. Thực ra mà nói với giả sử như với giống rốt này, người ta thường là trên 10 tuổi người ta coi là con chó già. Còn cái thứ hai là người ta căn cứ dựa vào đặc điểm của từng giống chó. Bởi vì sao? Nó có một cái sự khác biệt. Các cái giống chó khác nhau, người ta coi cái tuổi già của nó khác nhau dựa theo cái tuổi thọ của con chó. Thì các bạn nhớ một nguyên tắc như này nhé. Cái giống chó mà nó càng to thì cái tuổi thọ nó càng ngắn. Cái giống chó mà nó càng nhỏ thì cái tuổi thọ của nó càng cao. Tức là nó càng nhỏ thì nó càng thọ, càng sống thọ. Yumi đây này, mi Yumi bởi vì là trại nhà mình nuôi rất nhiều giống chó, cho nên là mình có thể có rất nhiều con chó để mà mình cho mọi người xem. Ở thực tế, giả sử đây là giống poodle nhá. Poodle này là poodle ở cái cỡ poodle toy. Cân nặng của Yumi là 4 cân. Đi nào, lên ghế, lên 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 lên, leo lên Pila, cố gắng phi lên rồi lại ra đấy hầm. Cân nặng của con poodle này nó trưởng thành là nó 4 cân, thì cái tuổi thọ của con poodle ở cái cân nặng này nó có thể đạt được 20 năm, 20 tuổi, có thể là còn lâu hơn. Với các cái giống chó nhỏ hơn như là Chihuahua, cái cân nặng của nó khi mà nó trưởng thành nó khoảng tầm 1,5 cân, 1,8 cân, thì cái tuổi thọ của nó còn có thể kéo dài 20 mấy năm, có những con sống thọ có thể là 30 năm. Thì mọi người tưởng tượng là nó đã có sự chênh lệch rồi. Và như cái giống rốt là cái giống chó to, nó xếp vào chó khổng lồ. Khi mà nó trưởng thành trên 40 cân thì nó xếp vào chó khổng lồ. Thì với giống rốt mà nói, cái tuổi thọ trung bình nó là 12 năm. Những con chăm sóc tốt này kia, sống thọ ở trong giống thì nó lên được khoảng tầm 14 năm đến 15 năm. Còn những con mà nó kém thọ, có thể nó 10 năm, 11 năm mà là nó đã chết già rồi.
đấy là mọi người phải biết là, và như thế thì cái tuổi già ở các cái giống chó khác nhau nó khác nhau. Như giống rốt bình thường người ta coi là trên 8 tuổi là già. Còn giả sử như là với bọn chó nhỏ như poodle này chẳng hạn, những cái giống chó mà ở cái cỡ dưới 4 cân đi thì người ta coi là 12 tuổi bắt đầu tuổi già. Còn những cái giống chó ở cái mức giữa, tức là ở mức khoảng từ 7 8 cân, 6 5 6 7 8 cân mà đến 20 mấy cân, 30 cân thì người ta coi cái tuổi già của nó là khoảng tầm 9 10 tuổi, 10 tuổi nó bắt đầu nó vào tuổi già, bởi vì cái tuổi thọ của những con chó đấy nó có thể nó được khoảng tầm 17 18 năm thì khoảng 11 tuổi người ta coi nó là tuổi già. Những con chó mà 20 hai mấy năm thì 12 tuổi, 13 tuổi coi nó là tuổi già. Còn những con nó chỉ có được 13, 12, 13, 14 năm thì khoảng như rốt này trên 8 tuổi, tức là từ tuổi thứ 9 coi là tuổi già. Thì đấy là để mọi người biết nhé. Ai mà có cái suy nghĩ là cái con chó như giống rốt, mình lại quay về nói giống rốt rồi đi. Cái giống rốt này ai mà có cái suy nghĩ là có, mình nha, có cái những ý kiến là cái con chó nó 4 tuổi bảo nó là con chó già này là sai hoàn toàn. Mình khẳng định với các bạn một điều là như thế. Bởi vì cái kiến thức cơ bản nhất của cái giống rốt này là cái con chó đực, để mà nó trưởng thành hoàn toàn, nó phát triển hết tất cả mọi thứ của một con chó đực thì có những con nó phát triển chậm, 3 tuổi rưỡi nó mới phát triển hết. Còn bình thường mà nói thì phải 3 tuổi nó mới phát triển hết của một con chó đực. Còn con chó cái thì nó sớm hơn con chó đực khoảng nửa năm. Con chó cái, những con chậm 3 tuổi nó phát triển hết, những con sớm hơn 2 tuổi rưỡi nó phát triển hết. Nó phát triển hết ở đây là gì? Nó phát triển hết ở đây là nó phát triển hết cả cái bề ngang của con chó nữa. Con chó đực ấy, với giống rốt thì con chó đực từ khi mà chúng ta thấy nó chững, cái phát triển của nó chững cân lại khoảng tầm 16 tháng đi là bắt đầu nó chững cân. Thì từ 16 tháng rồi cho đến khoảng tầm 27, 28, 30 tháng, tức là nó được ra khoảng tầm 2 năm rưỡi, nó gần như nó không có thay đổi. Nhưng từ 2 năm rưỡi trở ra với con chó đực, hoặc là những con chậm là từ 3 năm, thì chúng ta sẽ thấy là trong vòng khoảng nửa năm cái con chó người nó dày hơn hẳn, nó phát triển bè ngang. Bởi vì đến cái tuổi đấy mới là tuổi nó phát triển bè ngang. Thì không có một cái lý do gì mà một con chó mà cái 2 tuổi rưỡi, 3 tuổi phát triển hết, con chó đực 3 tuổi, 3 tuổi rưỡi mới phát triển hết mà 4 tuổi lại gọi nó là con chó già được. Nó vừa mới lớn hết xong, làm sao nó đã già được? Để coi nó là con chó già thì ít nhất là con chó nó phải trên 8 tuổi mới được coi là con chó già. Và để cho mọi người xem cái con chó 9 tuổi của nhà mình, Pila, là bây giờ là 9 tuổi với giống rốt nhé. Pila đây đây, Pila Messi xong rồi nhé. Pila, Pila đây đây, lên đây, anh nhờ Pila một tí, mượn Pila một tí. Nào Yumi sang đây này, để Pila trèo lên. Pila lên đây, lên thẳng lên trên ghế. Nào Pila, đây đây. Ok, đây là thanh niên vừa dậy thì xong, Pila. Chỉ mấy ngày nữa thôi là Pila sẽ đủ 9 tuổi. Tức là gì? Pila là sinh năm 2012. Pila sinh năm 2012, năm nay là năm 2021. Tức là lúc đấy là Pila đủ 9 tuổi để bước sang tuổi thứ 10 mọi người nhá. Ở đây mọi người nhìn, nhìn xem Pila, mọi người có thấy là nó là con chó già, có thấy nó có cái gì nó già không? Cho nên là cái việc mà một cái con chó mà các bạn nuôi nó thiếu dinh dưỡng, các bạn khai thác nó kiệt quệ, sức khỏe của con chó nó kém, nó có những cái bệnh ở trong người, nó có những cái bệnh nguy hiểm như là tim mạch, gan thận phổi này kia, và con chó nó chết sớm. Ở thường thường những con như thế nó sẽ hay hy sinh ở khoảng tầm 5, 6, 7 tuổi. Thì các bạn đừng coi là đấy là nó chết già, mà đấy là nó chết bệnh chứ nó không phải chết già. Con chó chết già ấy, nó còn rụng hết cả răng. Đây,
Nhìn nha, Pila. Pila cho đến bây giờ Pila còn không có rụng một cái răng nào cả. Tất cả răng của Pila đều đủ hết, không có rụng một cái nào. Mà Pila coi như bây giờ Pila đã đủ 9 tuổi sang tuổi thứ 10, bởi vì nó chỉ còn một tháng nữa thôi, Pila đẻ tháng 3. À, đến Pila đẻ tháng 4 nhỉ. Pila đẻ tháng 4. Là bây giờ là 20 tháng 3 rồi. Đấy. Có thấy Pila già không? Ai bảo Pila già nhỉ? Vớ vẩn. Pila còn đang vừa mới dậy thì xong, còn chưa lớn hết, vẫn đang tuổi thanh niên yêu đời phơi phới để bảo Pila già. Chẳng qua ấy là Pila hết tuổi đẻ thôi. Pila vẫn đẻ được, nhưng mà vì để đảm bảo cái sức khỏe của cái con chó giống mọi người nhá, chứ còn nếu mà như bình thường mà mọi người nuôi không phải con chó giống có giấy tờ thì mọi người muốn cho đẻ nào mọi người đẻ tùy theo sức khỏe của con chó mà nó vẫn còn khỏe, vui vẻ, nhanh nhẹn mọi người cho đẻ không có vấn đề gì cả. Nhưng con chó giống thì người ta có quy định để đảm bảo cái chất lượng của con giống. Con chó ngoài 8 tuổi nghỉ đẻ thì Pila là nghỉ đẻ đến bây giờ là được gần 1 năm, được 1 năm rồi. Được 1 năm rồi. Cái lần trước đẻ của Pila là Pila đẻ mấy con, nhưng mà không may là mấy con của Pila lại mất. Mấy con của Pila bị bệnh mất lúc cho con 4 5 cân rồi. Đằng trước nếu ai mà theo dõi các cái video của RoboLogoVi thì nó Pila đẻ cùng với lại đàn nờ, đàn của Nina với Nano, Nevet, mấy con đàn nờ. Thì đấy là lần đẻ của Pila. Ở cái lúc đấy là Pila ship 8 tuổi. Ship đủ 8 tuổi, sau đấy là tính ra là sau cái đợt đấy là hết tuổi đẻ luôn. Và bây giờ ấy là coi như là đã đủ 9 tuổi sang tuổi thứ 10. Để mọi người nhìn là cái con chó đấy. Và mọi người vừa mới xem cái video là cái video mình nói về cái chibi border này, là mình dùng Pila quay cái bộ lông của Pila, Pila đang thay lông, quay cái bộ lông của Pila để cho mọi người xem dùng cái chibi border nó, cái con chó cái lông của nó bóng như thế nào, con chó nó khỏe, cái lông nó bóng như thế nào. Bởi vì sao không dùng những con chó trẻ mà dùng hẳn luôn cái con chó là nó 9 tuổi, nó sang tuổi thứ 10 rồi, để cho mọi người thấy được là nó tốt như thế nào. Già yếu chắc chắn là cái cơ thể của nó ở cái tuổi này nó sẽ phải yếu rồi, nó yếu hơn những con chó trẻ là cái chắc luôn, mà nó vẫn bóng được như thế thì những con trẻ nó phải bóng hơn nhiều. Messi đây này, và đây Messi nữa, Messi không, bên này bên này bên này. Mạnh quá, Messi phi vào em, Messi lại có một cái máy quay mạnh lắm. Messi đây, nhìn cái bộ lông của Messi, Messi là thay lông xong rồi. Nhìn cái bộ lông của Messi mọi người sẽ thấy là nó bóng hơn hẳn này. Đấy. Pila thì 9 tuổi rồi, bước sang tuổi thứ 10. Messi còn xích đấy, xích đây. Còn Messi ấy, thì là Messi sắp sắp đủ 5 tuổi. Messi đẻ năm 2016. Năm 2016, bây giờ năm 2021, đến ngày sinh nhật thì là Messi sẽ đủ 5 tuổi và bước sang tuổi thứ 6. Thì với Messi bây giờ ấy, vẫn còn đang trong cái tuổi gọi là tuổi thanh xuân nhé mọi người nhé, còn chưa có phải một dính một tí gì tuổi già đâu. Bởi vì sao? Bởi vì là cái tuổi thanh xuân của con chó ấy, gọi là cái tuổi tốt nhất để sinh sản của một con chó cái đi, con chó đực nó dài hơn một chút. Tuổi tốt nhất để sinh sản của một con chó cái là con chó cái nó ở trong cái khoảng từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi, từ tuổi thứ 7 trở đi là lúc đấy nó sẽ kém hơn một chút rồi. Cái đấy là tùy, nhìn chung nó là như vậy. Và trước 2 tuổi thì con chó nó còn đang hơi non, con chó nó còn đang hơi non, cơ thể nó đang chưa phát triển hết. Thế cho nên là mình mới nói là gì, là cái con chó cái này với cái giống rốt này là cái con chó cái nó 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi nó mới phát triển hết, cứ coi như là những con bình thường 2 tuổi rưỡi nó phát triển hết. Thì đấy, cái giai đoạn mà nhân giống tốt nhất của nó chính là giai đoạn từ 2 tuổi rưỡi cho đến 6 tuổi. Bây giờ vẫn đang thanh xuân 5 tuổi, sắp tròn 5 tuổi, bây giờ đang ở tuổi thứ 5, sắp tròn 5 tuổi để bước sang tuổi thứ 6. Mà ai đã bảo là nó già rồi thì đốt thanh xuân của nó đi à? Mẹ nó kia bước sang tuổi thứ 10 còn đang trẻ phì phới mà nó mới
5 tuổi bước sang chưa coi như là cứ coi như là đến ngày sinh nhật rồi 5 tuổi bước sang tuổi thứ 6 đi mà đã bảo nó già. Cái đấy là mọi người ai mà có cái thắc mắc xem cái video này thì mọi người không phải lăn tăn về cái việc đấy nữa. Không phải nghe ông này nghe ông kia con này già rồi, con kia già rồi. Cái già, cái việc mà những cái con chó bình thường rất nhiều người nuôi cái con chó với những cái con chó giống to này nó đột tử, nó chết ở cái tuổi 5 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi nó không liên quan gì đến tuổi già cả mà nó là chết bệnh, nó là chết kiệt sức chứ nó không phải tuổi già. Tuổi già như ở trại mình là hiện tại bây giờ là già, khú khụ già nhất là Dakota. Dakota còn già hơn Pila 1 tuổi cơ. Dakota là bây giờ là 10 tuổi, bước sang tuổi thứ 11. Pila là 9 tuổi, bước sang tuổi thứ 10. Nhưng để hôm nào rồi mình sẽ quay Dakota để cho mọi người xem là cái con chó mà nó ở cái tuổi thứ 11 nó như thế nào. Nó có dấu hiệu của tuổi già nhưng mà con chó nó vẫn vận động vẫn nhanh nhẹn lắm. Cái đấy là một con chó bình thường, một con chó cái sức khỏe của nó bình thường, được chăm sóc dinh dưỡng này kia ok đủ nó sẽ như vậy. Bởi vì cái tuổi thọ của con rốt thường thường nuôi ok, con chó không có những cái bệnh di truyền ở trong người thì cái tuổi thọ của nó thường thường là 12, 13, 14 năm. Thì cái con chó nó khỏe và nó rụng răng hay là râu nó bạc hết này. Cái khi nào cái râu của nó, cái má của nó bạc hết, nó chậm chạp thì lúc đấy là có lẽ là nó những cái con mà được chăm sóc đầy đủ nó ít nhất nó cũng phải 11 và 12 năm thì nó có tình trạng đấy. Còn những cái con mà có cái tình trạng đấy từ 8, 9 năm tuổi ấy, thì là những cái con đấy là nó cũng gọi là tuổi già đến sớm bởi vì nó kiệt sức. Đấy là cái thực tế nhé. Có mấy anh em hỏi là cái con chó 4 tuổi với 5 tuổi nó đã già chưa mà mình nghe mình chán, mình không muốn trả lời. Và thêm vào nữa là trại cũng bận nữa. Cho nên là hôm nay tiện làm cái video này để nói chuyện với mọi người luôn về cái tuổi già con chó, không chỉ giống Rottweiler mà các cái giống chó khác nữa. Nó có cái nguyên tắc như mình nói lại là gì? Cái nguyên tắc là cái giống chó nó càng nhỏ thì tuổi già nó càng chậm, giống chó nó càng nhỏ con thì tuổi thọ nó càng cao, cho nên là cái tuổi già nó đến càng chậm. Những giống phổ biến nuôi rất là nhiều như là poodle ở size toy, tức là con chó khoảng từ 2 cân, từ 2 cân rưỡi cho đến khoảng tầm 8 cân là giống poodle nuôi rất nhiều. Thì những cái con chó mà nó cứ coi như là những con chó ở khoảng từ 5 cân trở lại đi thì cái tuổi thọ của nó rất là dài, nó có thể lên đến 20 mấy năm, nó sống 20 mấy năm thì phải 16 mươi, có nếu mà nói đúng ra thì có khi phải 16-17 năm mới coi nó là tuổi già được. Nhưng người ta khuyên với những cái giống chó nhỏ đấy không nên cho đẻ khi mà con chó nó đã 11-12 tuổi, tức là sau 11-12 tuổi thì không nên cho nó đẻ nữa, cho nó nghỉ. Bởi vì lúc đấy là nó bắt đầu cái quá trình lão hóa đại khái như thế, nó chưa phải tuổi già nhưng mà thôi cho nó đẻ từ trước bao nhiêu năm rồi, đến lúc đấy cho nó nghỉ đi. Còn với các cái giống chó to hơn thì cái tuổi già của nó, với những cái giống chó khoảng từ đa số mà mọi người nuôi là giống chó nó dở từ 6 cân cho đến khoảng tầm 30 cân, nó có rất nhiều giống ở trong cái khoảng đấy, thì cái tuổi thọ của nó sẽ ở trong cái khoảng tầm 15 năm cho đến 20 năm, nó đạt được trong khoảng đấy. Còn thường thường đấy, và cái nguyên tắc của nó cũng là gì, thằng nào càng nhỏ thì thằng đấy càng sống thọ, đấy là chung nha mọi người nhé. Còn nó tùy từng con sức khỏe của nó rồi này kia, nhưng nhìn chung nó là như thế, thằng nào càng bé thằng đấy càng sống thọ. Thì cái bọn ở cái mức vừa đấy nên cho nó nghỉ sinh sản từ năm nó khoảng 10 tuổi trở đi, tức là nó lại nghỉ sớm hơn cái bọn nhỏ một chút. Và đến cái bọn to này, bọn rốt này, và bọn còn to hơn nữa, có thể là xếp từ bọn béc dê trở đi, bọn béc dê nó trưởng thành nó cũng 30 cân. Từ bọn béc dê trở đi, bọn rốt này, và đến bọn Great Dane, bọn Alabai, những cái bọn giống chó to khi mà trưởng thành thì nên
cho nó nghỉ sinh sản theo như là cái nhân giống là 8 tuổi trở đi, qua 8 tuổi là cho nó nghỉ sinh sản, 8 tuổi đổ lại cho nó sinh sản. Thì đấy là mọi người cũng, nó cũng là một cái lý do để mọi người biết được là tại sao mà các cái giống chó to, cái giống chó càng to, khi mà mọi người mua chó ở nước ngoài, cái giống chó nó càng to thì cái giá nó càng cao, hoặc là những cái giống chó siêu nhỏ giá nó cũng cao, là bởi vì cái lý do của nó, giống chó siêu nhỏ nó đẻ rất là ít, nhưng giống chó to ấy thì nó trưởng thành muộn và nó già nhanh, cho nên là cái khoảng một con chó nó chỉ có 5 hay là 6 lần đẻ thôi, đại khái như thế, chứ nó không có nhiều hơn. Nó nếu mà mọi người cho nó đẻ nhiều hơn thì nó cũng tịt, nó cũng tậm tịt, hoặc là nó đẻ ra con nó yếu, hoặc là nó sảy thai hoặc này kia, rất nhiều thứ nó ảnh hưởng. Thì cứ coi như là một con chó nó có khoảng tầm 5 đến 6 lần đẻ, cái số lượng nó ít. Còn với các giống chó nhỏ, ở những cái giống chó ở mức giữa là những giống chó giá nó rẻ nhất, là bởi vì một là cái quãng thời gian nó đẻ nó được dài hơn, hai nữa là nó đẻ không ít con quá, nó không nhiều con như bọn chó to này, nhưng nó không ít con quá, nhưng mà cái tỷ lệ sống của con chó con nó lại cao. Còn với những giống chó siêu nhỏ ấy thì cái số lần đẻ nó có thể nhiều nhưng nó lại đẻ ít con, và thường nó khó đẻ, nó không dễ đẻ, cho nên nó cũng đắt. Siêu nhỏ cũng đắt mà siêu to cũng đắt. Ok, nói chuyện với mọi người về cái con chó bao nhiêu tuổi thì được gọi là chó già. Hy vọng là video sẽ hữu ích cho mọi người, cho các bạn mà đang thì băn khoăn về cái việc con chó của mình nó đã già hay chưa, lúc nào thì cho con chó của mình nó nghỉ đẻ, không cho nó đẻ nữa, dù nó vẫn đang đẻ được nhưng mà thôi cho nó nghỉ đi, bởi nó già rồi, cho nó đẻ đến cái một cái tuổi nào đấy là ok rồi. Và sau đấy là trong cái trường hợp mà mọi người, những cái người mà muốn mua những cái con này con kia mà những người người ta không nuôi được ấy, thì mọi người cũng biết là 4-5 tuổi nó chưa có già, nó vừa mới trưởng thành xong, mọi người không phải hỏi nữa, mọi người không phải nhắn tin, mọi người hỏi ai nữa, mà xem video này là mọi người tự mọi người sẽ nắm được về cái tuổi già của con chó. Video hữu ích thì mọi người chia sẻ giúp RocoLV, đăng ký RocoLV để xem các video chăm sóc chó, ngắm chó đẹp, chia sẻ kinh nghiệm nuôi chó, xem cái kinh nghiệm nuôi chó của RocoLV, và giao lưu với những cái người thích chó ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thank you and see you again. Đây là thanh niên vừa dậy thì xong, vì là chỉ mấy ngày nữa thôi là Pila sẽ đủ 9 tuổi. Tức là gì? Pila là sinh năm 2012. Pila sinh năm 2012, năm nay là năm 2021. Tức là lúc đấy là Pila đủ 9 tuổi để bước sang tuổi thứ 10 mọi người nhá. Ở đây mọi người nhìn nhìn xem Pila, mọi người có thấy là nó là con chó già, có thấy nó có cái gì nó già không? Cho nên là cái việc mà một cái con chó mà các bạn nuôi nó thiếu dinh dưỡng, các bạn khai thác nó kiệt quệ, sức khỏe của con chó nó kém, nó có những cái bệnh ở trong người, nó có những cái bệnh nguy hiểm như là tim mạch, gan, thận, phổi này kia, và con chó nó chết sớm. Ở thường thường những con như thế nó sẽ hay hy sinh ở khoảng tầm 5, 6, 7 tuổi. Thì các bạn đừng coi là đấy là nó chết già, mà đấy là nó chết bệnh chứ nó không phải chết già. Con chó chết già ấy nó còn rụng hết cả răng. Đây, nhìn nha, Pila. Pila cho đến bây giờ Pila còn không có rụng một cái răng nào cả. Tất cả răng của Pila đều đủ hết, không có rụng một cái nào. Mà Pila coi như bây giờ Pila đã đủ 9 tuổi, sang tuổi thứ 10, bởi vì nó chỉ còn một tháng nữa thôi, Pila đẻ tháng 3. À, đến Pila đẻ tháng 4 nhỉ. Pila đẻ tháng 4. Là bây giờ là 20 tháng 3 rồi. Đấy. Có thấy Pila già không? Ai bảo Pila già nhỉ, vừa vặn. Pila còn đang vừa mới dậy thì xong, còn chưa lớn hết, vẫn đang tuổi thanh niên yêu đời phơi phới lại bảo Pila già.